Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Huy nha. Thì hiện tại Huy đang ở phía sau vườn nhà mình. Đây, hôm nay mình sẽ review sơ sơ cho tất cả mọi người xem được khu vườn nhà mình nó đang như thế nào nha. Thì đến ngày hôm nay sau một khoảng thời gian mà mình trồng trọt thì ở đây mình đã có được một cái lãnh hành này, ba mình trồng này mọi người. Cái này là ba mình trồng nha. Rồi những cái cây cam này. Cây cam thì nó cũng đã bắt đầu cho ra những cái ngọn non. Cũng cao rồi mọi người, đó nó tầm ngang vạt áo mình. Ở bên đây thì Huy cũng có trồng một ít ho. Đây này, ở bên đây này là hai hàng ho một nút màu tím rất là đẹp. Ở phía bên kia là cái cây ho vàng thọ màu vàng vàng. Bên đây là những cái lãnh rau muống này. Đó, rau muống này mọi người có thể nhìn này, xanh xanh. Bên kia là cải. Hùng thì đang tưới cây này. Còn Tân Tân đang làm gì kìa? Đừng làm gì hết Tân. Treo đó hả? Giờ này thì nó đang bắt đầu hơi bị nắng á. Sập dần, sập dần. Rồi, nắng quá. Hao hụt luôn. Bó là hao hụt quá nha. Bó mà sao rụng hết vậy? Rụng ra. Cái cây nho mà hôm bữa là tụi mình đi đào về mà nó đã cao lên rồi nè. Lá cái kia nó còn mất ăn rồi kìa. Kiểu như là nó bắt đầu già rồi, với lại mấy con đó nó tới cái mùa sinh sản rồi, nó không có còn ăn nữa, nó đi đẻ. Còn ở đây thì có một cái vàng đậu rồng này, đó là tụi mình đã trồng hai cây hai bên này, sau này nó sẽ bò lên trên đây. Nó bò lên đây là chắc khoảng cỡ khoảng 2 tháng nữa nó mới lên được đây nè, là nó mới cho trái. Nhìn ở xa xa nè, mọi người có thể thấy được cái căn nhà của mình. Còn ở bên kia là cái cổng. Cổng thì nó không ở trước nhà mà nó ở bên hông nhà nha mọi người. Nó hơi kỳ kỳ chút xíu. Ở đây, đó, mấy lãnh rau này. Rồi bây giờ mình treo cái đó lên được chưa? Đâu, mình treo lên chỗ nào đâu? Ở trên kia cái quầy chuối mình nó bị thúi luôn. Bỏ chuối xuống, treo hành lên. Đúng rồi, thay đi. Rồi mình thay luôn, mai mốt kiếm chùm tỏi nữa. Đúng rồi, lớn tỏi, xeo nó mình đẹp. Trời đất ơi. Lấy cái đó rồi mình bỏ cái hồng đó Tân à. Còn ngoài đây thì Ngân đang làm gì em? Đang cúng rồi. Biết rồi sao, cúng làm gì có mít. Ra đây hết hồn luôn, tưởng đâu cúng chứ. Tưởng đâu đây rầm. Chuẩn bị trái cây cho lát nữa mọi người ăn. Gì hả? Anh nghĩ là cái này chắc mình làm thử thách đi. Bây giờ anh thử thách ba đứa đón trái cây. Dễ ờ. Chưa chắc. Ba tuổi dễ ờ. Ví dụ bây giờ anh kết hợp 2-3 miếng cộng lại với nhau ăn một lần rồi có đón ra được cái ra. Ra luôn hả? Ra. Hay với ta. Hay là nhưng mà thực ra là nguyên liệu chính của chúng ta hôm nay đó chính là trái trứng cá. Mình sẽ làm món trứng cá dầm nha mọi người. Thì cây trứng cá nhà mình này hai cây rất là to và trái hiện tại nó cho ra cũng khá là nhiều rồi, cho nên là mình quyết định là mình sẽ hái mấy trái trứng cá này để mình làm trái cây trộn, kiểu là sinh tố trứng cá. Đó là một món trong thực đơn của chúng ta. Trứng cá nhà mình cái lứa đầu tiên này này nó rất là to, trái nó bự lắm. Đây này, đó không đẹp như mấy trái trên núi. Trái núi thì nhỏ rí 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 không à, trái ở đây thì nó to. Chắc là nó sung á. Bây giờ chắc là tụi mình sẽ thay nhau leo lên hái một mớ đã không. Rất là nhiều cô chú anh chị đã bình luận ở trong những cái video của mình là rất là thích hai cây trứng cá này. Tại vì trứng cá nó là một cái loại trái cây mà có rất là giá trị dinh dưỡng tự nhiên, mà trong tự nhiên không thể nào mà chúng ta có thể là tìm được ở những loại trái khác. Nó có những cái bài thuốc ở bên trong rất là hay luôn, trị rất là nhiều loại bệnh, ví dụ như là bệnh xương khớp. Rồi bệnh gì nữa ta, có ai biết trị cái bệnh gì nữa không? Không. Không hả? Yếu sinh lý.
chị đói. Nó sẽ cung cấp lại rất là nhiều năng lượng cho chúng ta khi mà làm việc mệt mỏi á. Còn cá trộm rồi đi nhăn nắng nhăn đồ á. Mình hái khoảng vài ba trái ăn vô là nó sẽ cung cấp lại năng lượng cho mình trong cái lúc mà làm việc mệt mỏi á. Ngon thì em đã, hồi đó giờ em đã từng ăn những trái trứng cá này nhiều chưa? Em không dám ăn luôn á. Gì hả? Dạ. Vậy là... em nghe người ta nói ăn vô bị mụn trứng cá đó, cái em không ăn luôn. Không ăn luôn hả? Không ăn luôn. Sức kỳ với ta. Kỳ với gì ta. Thật chất là cái này ăn vô nó trị á. Ui vậy hả? Ờ, trứng cá ăn có tác dụng là trị mụn trứng cá rất là tốt. Đẹp à. Da, chống lão hóa. Hồi đó ai đồn ác thiệt, làm em không dám ăn luôn. Em biết cái trái lê kim mao. Dạ biết, cái đó thì biết mà em cũng chưa được ăn luôn. Wow. Cái trứng cá này cái hàm lượng dinh dưỡng nó gấp 3 lần nữa. Ghê vậy. Vậy? À mà nếu mà cái trái trứng cá nó to mà cái đó thì ăn gì hết. Gấp đôi gấp 3 đúng rồi. Đã quá. Đây tụi mình sẽ thưởng thức cái món ăn này tại bờ hồ. Hôm bữa giờ là tụi mình đa số là ăn toàn là thực phẩm xíu sạch. Thứ toàn là ăn những trong. Cái nguyên liệu như thịt cá này kia, toàn là đồ nướng rồi đồ nóng không à, cho nên là hôm nay là ăn trái cây đổi món cho nó mát. Ơ chừng nó gãy nha anh. Toàn à, con nhắn cho mát á Toàn à. Khi nào mà thấy cái cây nó gãy là đồng nghĩa gì tao đang nằm với ao á. Cái cây nó kêu rớt ra là nó nè xuống trước rồi. Chơi nữa. Rồi đứa đó. Cái máy đẹp không? Được anh, chắc em nghe đủ á. Này hàng veo bồn luôn. Giống cái gì trái ta? Giống giờ đá hả? Giờ đá. Giờ đá thì thôi, cái gì gọi là mùa hè. Có giờ đá. Mùa hè đỏ lửa. Chua rồi mà nóng. Mà còn nắng bụng nữa chứ. Ừ. Đâu em đổ ra. Em để qua bên mát này xíu, qua đi ngồi cho mát này. Ngồi ở đây nắng. Là quay hướng quay mặt qua anh kia hả? Qua nào? Có đâu, nắng mà, nắng bên này nữa. Nhưng mà có mình chỗ đó ha. Rồi sao? Bây, bây giờ mình khiêng qua anh kia đi. Đâu phòng tông nó rang đẹp vậy ta. Bóng đêm. Đậu phòng bóng đêm. Đậu phòng chiều tà. Được ạ, ở đây được ạ. Nó mát rồi. Có kiến không? Có. Ui. Nhưng mà anh đuổi rồi. Chết ra, tại ra. Rồi, lên luôn. Rau muống nhà mình thì chắc là khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần nữa là có thể là mình sử dụng được rồi. Còn đa số là mình sẽ cho cá như những cái đợt trước mà mình đã làm. Rồi còn mà khi chúng ta cần thì mình sẽ hái ăn luôn. Rồi. Giờ em chế biến luôn nha anh. Chế biến hả? Ủa có tô đâu mà chế biến? Anh lấy tôm em ơi. Có đá chưa ta? Cầm dạ có rồi, một thùng đá. Vì bây giờ như thế này, em chỉ cần cắt trái cây ra là được. Dạ. Cắt trái cây này, rồi lột nhãn. Để chờ anh Hùng lấy tô á, không có biết đựng chỗ nào. Em bỏ vô cái khay đó lại luôn, em cắt xong cắt bỏ lại luôn. Dạ. Một chút nắng, không có này nắng nhiều không? Chặt thế. Ăn lát thơm thơm. Ai làm cà phê? Còn ai? Còn ai nữa? Sữa này nó không có bao bì không hả? Nó xé à? À. Ok. Bây giờ gì nè? Mình đập đá bỏ mâm xong mình cắt cái cây bỏ vô đây luôn. Chứ dạ. Sao? Thì vậy mà. Ồ. Đó là viên một mâm trái cây khổng lồ. Chứ sao nữa? Nó chiếm diện tích quá. Mình đập. Đem một cái ấy. Rửa, bấm lại.
gần nước kia nha. Nước đá. Mới nãy nhớ còn dư một cái lá chuối ở trong đó nữa. Hai lá lần để lót hai mâm á, mà mới nãy lót. À đúng rồi, lấy lá chuối không à? Ừ. Chuối hay không chuối cũng phải rửa chứ. Lấy lá chuối sẵn rửa luôn. Học mà hơi nhanh rồi đó. Cho chuối có lấy rồi, lấy rồi. Chiêu năng lực. Buổi chiều này thì mặt trời nó đang vẫn còn rất là nắng, cho nên là tụi mình phải tìm mấy cái chỗ mát nha. Nhưng mà ánh sáng nó sẽ chiếu lon cái mặt á, nên mọi người xem nó không có được đẹp lắm. Chiều nay nếu mà rảnh thì mình sẽ quay một cái số cảnh mà bay bổng trên trời cho mọi người xem cho nó vui tai vui mắt. Bay bổng. Còn thời gian thì mình quay cho mọi người xem buổi chiều cái cảnh đồng lúa ruộng này ở mình nó sẽ như thế nào. Sao? Đua hả? Đang nói xấu mà. Nói xấu hả? Hả? Dạ. Và bữa nữa ngăn ho tiêu cho Hùng, tăng ho tiêu cho Huy. Đua hả? Ruộng lúa mà nó gặt xong rồi đó, khô rồi mình tự tin rồi. Lũi xuống không sao. Lũi xuống không sao. Ê, nó lũi xuống dưới ruộng á, mấy cái cánh nó có bị gì không? Gãy, mạnh quá. Cánh không, nó không bị sao đó. Nhưng mà cái mạch nó bị sao. Chọt từ tắt. Dao sao? Đây là cái mâm này tụi mình sẽ đập đá nhuyễn luôn, bỏ lên trên đây trồng một đống luôn đúng không? Ừ, như cái núi vậy á. Rồi bắt đầu mình sẽ gắn trái cây lên, mượn áo thì tao mới đập đá đó. Và cái nguyên liệu của mình đó là ngọc rồng, ngọc long hả, ngọc hồng là gì, trứng cá. À ủa gì hả, có tên máu không hay vậy? Ừ, ngọc hồng, lần đầu tiên ăn món ngọc hồng ngọc á. Còn cái này là nhãn của con rồng. Rồng hả? Thì gọi là long nhãn. Dạ cốc bọc bột lọc. Đúng rồi. Mà bọc hồng then vậy đó là cái gì? Lấy cục then ra bọc. Đó có nhiều câu đố hài á. Đó nhiều. Nhiều khi mình học mà mình đọc tới đó mình cũng không biết cái gì. Trong khi vẽ mình họ luôn mình cũng không biết. Tiếng mận người ta cũng kêu là quá roi nữa. Có một sự tích tại sao có tên là quá roi. Trong khi mình trong thời gian chờ đợi mình có thể làm một điều có ích đó chính là đập đá. Ừ, nhưng mà phải đập ở đâu, đập bằng cái gì? Đập bằng tay, đập bằng cây chày luôn, đập bằng khăn nó mới nhuyễn được. Khăn nó mới nhuyễn. Lấy cái áo mới. Nếu như mày muốn đá mà nó có vị mặn thì lấy áo tao, lấy áo mày. Hay có khi mình may một cái túi bằng vải để dành mình đập đá. À, khăn lồng hôm bữa mà. Được á. Rồi, là mày để đâu đập, để đâu không? Bỏ một tay á, đập bể hết mà. Lồng mày cũng được. Khăn lọc, quá được khăn lọc. Lọc xác đó ba. Gì? Nó bay bụi vô đấy. Dạ. Dính cái gì? Khăn, à, khăn lọc cốt dừa hả? Sống chưa? Gần xong. Wow. Họ đã sử dụng làm cái này một lần rồi nhưng mà gì ta? Tiết canh rồng. Tiết canh rồng à. Hôm nay thì trái cây thập cẩm. Đó. Thì làm cái này thì những thành viên của mình làm mất rất là nhiều thời gian để mà cắt thái như thế này. Tại vì mình muốn chia sẻ như vậy là để mọi người có thể hiểu hơn cho mấy cô chú anh chị mà bán chị trái cây á. Biết được công sức ăn một dĩa chị trái cây nó rất là vất vả. Hình như ở mình chưa có trái cây tô phải không? Vô menu gấp lưu lại liền. Mà ở mình nó có đặc biệt là trái cây tô của mình có trứng cá nữa. Thì đó là gọi cái đặc biệt đó. Thái được có một cô ở bên Úc. Cô mình không có tiện nói trên đây. Nói lên thì cũng kỳ. Mình chỉ nghe là cô nói là cô rất là thích ăn trứng cá. Và có một dịp nào đó mà cô về Việt Nam thì cô sẽ ghé nhà mình ăn trứng cá thiệt là đã.
để cho lấy mạch nước ra. Kia đá kìa. Vậy bữa trước khi cô tới á, làm cái menu gửi qua cho cô luôn. Đúng đó. Rồi, danh sách để cho cô lựa chọn đúng không? Vậy bữa cô mà tới là cô chỉ việc xơi thôi. À, lạnh. Xong chưa? Bắt đầu chất qua bên đá này. Rồi, vô. Vô. Đó, tét quá à, nó ra nước bây giờ. Xuồng nó đen ngập. Chất quá. Mặt ngon vậy ha? Ai làm gì làm mấy? Đây em mấy sao? Mỗi người một cái đây. Để lạnh. Wow. Đã thấy không? Kiểu là mình ướp lạnh vậy đó. Trộn vô luôn anh à. Cần trộn luôn hả? Thì trước sau ăn cho trộn đúng không? Tại làm biến không? Những con làm biến. Những con quỷ. Những con người làm biến lên chanh. Thà làm biến còn lên chanh. Không, không này không lên chanh đâu. Đó. Mình sẽ tu nhanh qua khúc này nha mọi người. Giống cho đồ hàng vậy. Tụi mình đang chơi đồ hàng. Mà cái này đồ hàng xài được. Sao không? Mua xăm ba chê. Hồi nhỏ cũng vậy á. Hồi nhỏ cũng đi hái mấy cái trái dại á. Hay là trái dùm to được á. Nó làm món trái cây dầm nhưng mà mấy trái dại thôi. Ăn cái trái dại. Chùm bát. Bát. Bác. Ở mình không có bình bát anh hơn. Có. Ở đâu có, anh? Biết có một chỗ gần nhà. Ở ngoài kia. Cái bình bát ở miền Tây á. Ở Sài Gòn người ta ăn nhiều ngon. Thảo cái lỗ nó lấy hơi rồi mà. Lấy hơi hả? Nảy lên, nảy lên. Lên. Đó. Trời ơi. Ừ, đó không. Tại tao không có làm biến nên tao không được. Ăn rồi à. Nhìn đá người ta, cái mâm này. Wow, cao, nó lên, tuột. Cao lên, cao lên. Nó đổ luôn. Nhìn nhìn nhìn. Nó cao lên nữa. Đó rồi, nó được rồi lấy. Đẹp. Xuống mà dép hết luôn. Bay xuống đó mình múc nha. Múc đó luôn. Bay xuống đó mình múc nha. Đó, bây giờ mình thưởng thức thử chứ sao nữa. Nãy muốn hả? Sữa sao? Sữa ai ăn chế vô luôn. Có nãy giờ góc quay mình quay nó chạy tùm lum mọi người thông cảm nha. Cái chỗ này ngồi nó khó quá. Rồi ok. Cái này múc cho. Chị nuôi. Wow. Nhìn cái dĩa trái cây rất là đẹp mắt. Màu sắc nó đầy đủ luôn à. Đây gọi là trái cây trộn trứng cá dầm. Trái cây trộn trứng cá dầm không? Nguyên liệu chính của chúng ta là trứng cá. Không biết là ăn nó như thế nào ta. Mà mình thấy hình như nó có ai chỉ không? Món nào nó xung đột với nhau không ta? Ừ, sao đâu. Đã nè. Thiếu thiếu này, thiếu cái đây này. Này một có đây chưa? Đã rồi, có rồi. Có chua, chưa? Chua rồi. Ấy giùm tao ấy, tao rửa cái đây nè. Chừng bể chén nha, bể chén nha. Vô sữa này. Wow. Sữa không? Phải có sữa chứ. Đúng là có sữa, nước dạ. Đường, đậu phộng, nhưng mà mình không có cần đường. Mình chỉ cần sữa thôi. Wow, đây là chén tông nè. Chưa không? Chưa. Anh Hải lẹ lẹ giờ ăn anh ơi. Sao mày không trải ra? Tự mày trải. Thằng nó nhiều dữ ý. À chỉ. Đây anh. Đây là bánh lăng. Ít thôi. Bự bự lên. Ít thôi, nhiều nó cũng ăn hết à. Bự lên, ít. Bự lên, ít thôi. Ít thà cho nhiều nào hết á. Cái này là béo ngon quá nha. Sao ít thà. Rồi, ra. Ngon quá. Cà phê ăn ngáo á. Thảo thơ đắng. Không không, cái này lấy trong kia, trong kia. Khum khum khum. Trong kia, trong kia. Đắng lắm hả? Trong kia. À. Hả? Cà phê bỏ rồi. Ngon ăn không? Ngon. À em gửi tiền. Không phải, cái này tao lấy trong kia mà. Mọi người luôn. Mời cả nhà. Cả nhà. Mời cả nhà. Ừ, trứng cá. Quan trọng là cái trứng cá nha. Quánh giá cái trứng cá. Sao? Ăn hả bình thường nhưng mà có mùi. Mùi gì? Mùi khác. Mà ừ. Mùi trứng cá là. Ủa sao tao thấy trứng cá? Không ăn trứng cá hả? À đây nè. Vô. Không dám ăn. Không dám ăn. Có sao đâu. Bình thường à, nhưng mà nhả dầu ra.
Ngon quá làm ra được. Một cái thử thách thất bại. Lại bé. Kỳ vậy. Không cắn nó xịt ra nó rút à. Ừ. Đâu gì mắc cá vậy? Không phải như cắn cái cục mụn. Mụn bọc quá. Cứ nói mà không dám ăn. Nó bỏ kim lăng vô nó bay 1 kim lăng không à. Ừ. Đúng quá. Mặn rồi. Mặn rồi bơm. Ngon mà. Ừ. Anh Huy bỏ mấy vô ăn luôn đi. Mà cái món có món nào nó xung đột với nhau vậy? Có. Dưa hấu với mặn cầu tây như xung đột á. Tên 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 đào. Nho nữa nè. Rồi. Mặn cầu tây nó chua đã vậy. Ừ. Lâu lắm mới ăn lại nè. Thấy ai ăn ngon miệng hết bây giờ vô thử coi. À, chà chà. Mùa nóng này thì mình nên ăn những cái loại trái cây mà nó mát. Mà được những cái ăn. Nó sao? Khó ăn. Chỉ không có quen á. Chứ tâm lý. Tâm lý. Ừ. Ngon mà, ngọt thơm á. Hôm nay em cắn thử. Nó xịt ra mùa cảm giác thật là dữ. Thì là vô mốt tâm lý. Wow. Ừ, cuối cùng cái đó là bánh lăng hay là bột lăng? Bánh lăng. Mời mọi người. Cái lần đầu tiên là cái trái cây dầm như thế này mà mình ăn có trứng cá này, có bánh lăng này. Chứ thường là họ chỉ dầm trái cây bình thường, nó không có trứng cá nha. Trứng cá là một cái đặc biệt riêng chỉ có tại Sấm Dừa TV thôi. Sớm Dừa Trứng Cá. Sớm Dừa Cá TV. Trứng Cá TV. Xin mời mọi người. Sớm Trứng Dừa Cá TV. Thôi đây. Ăn hay ngon. Ngon mà cái trái trứng cá ngọt hơn mấy cái kia luôn á. Cái mùi nó thơm như ta. Nhưng mà phải bỏ vỏ nó chắc có mùi bánh lăng. Cắn cái nho nó chua chua nè. Rồi hai thứ nó quánh lộn nè. Biết không, mấy cái này nó quá lộn biết nữa. Nhẵn. Trứng cá nó rất là ngọt. Nó sẽ hãm lại cái vị ngọt đó bằng dưa hồng kim. Dưa hồng kim rất là giòn. Chua chua, miếng cầu tây chua chua nè. Chua luôn cho chua chua đâu. Chưa thấy gì, bữa nay bỏ siro vô chưa anh? Ngọt lắm. Siro chủ yếu là màu thôi, chứ đâu có... Cái đây là thấy rất là ngọt. Do có kim lăng á. Sữa đặc hả? Ít hơn. Mày biết bữa nãy đổ mình cái đống mà. Ngon. Mày hại tao, biết tao không ăn ngọt mà. Anh dưới nó rất là ngọt. Ăn lạnh chắc là bắt đầu sủa. Làm có chị Vy ha. Cái này xong cái mình bỏ vô bị á. Bỏ ngăn đông. Làm kem. Ừ, được mà. Bỏ mình nấu một ít nước sữa. Pha nước sữa, lấy nước nóng á. Pha sữa với đường vô. Xong rồi bỏ này vô vào bị. Làm kem. Kem trái cây nguyên chất. Hồi nhỏ là ba mẹ hay làm mấy cái bịch kem trái cây như thế này nè. Là bị xong là đi gỡ. Đi gỡ nhà cô á. Có tủ lạnh á. Chứ nhà đó đâu biết cái tủ lạnh là gì á. Nhà ai có cái tủ lạnh kiểu là nhà có khá giả lắm nha. Thật sự nhà khá giả mới có tủ lạnh thôi. Chứ hồi đó là rất là thích ăn kem. Mà không thích. Mà tự làm được nhưng mà không biết là để ở đâu. Cho nên là hay đi gỡ. Túi dư rồi nó làm nó sắp hư á. Ừ. Nhưng mà không làm gì bỏ uống. Rồi là kem. Đi gỡ. Ờ, kẹt kem chuối ăn nó ngon mà. Chuối đập dẹp ra thôi. Ừ. Ấy sữa ra. Gì vậy? Ấy, mình hồi đó thấy chén chuối dẹp ra xong cái gì? Ấy cái sữa lên xong đậu phộng nữa hả? Đồng đó là đi học mua ăn miếng chưa? À quên, cho xíu thôi.
ít thôi nha. Mát. Mời mọi người thêm một chén nữa. Mời anh Hải mời Quy Quy luôn nha. Chào gì vậy? Cái cây thì ngọt, thấy cái cây rồi. Cây rồi. Nhìn cái cây thấy ngọt ngọt mà Quy thấy cái cây á. Thử thách ăn trái cây ớt. Rủ Quy Quy đi hái trái cây. Hay bữa nào mình bịt mắt mình cho ăn trong đó. Bịt mắt đi rủ đi vô vườn trái cây. Mình cho ăn ớt không? Vô giữa vườn ớt xong mở mắt ra xỉu. Kể từ đó thấy rồi. Xài nó ngon ra luôn. Ngọt và thơm nữa. Wow, lạnh quá. Bắt đầu à. Sắp sửa rồi. Nãy giờ múc không dính miếng xài luôn á. Lấy miếng xài bỏ vô. À, trái cây thì mình dễ đón lắm. Nếu mà mình chấm với một cái gì đó nữa thì được. Có sạc bay với gì? Có sạc bay không? Có gì đó. Biết im đi. Trái cây chấm nó sẽ bị ăn sạc ta. Mai làm được luôn. Mặn này mà chấm đồ cay cay chứ thôi. Chấm với ớt, chấm với ớt, mưa ớt rang lên sạc. Chấm sạc đuối luôn. Mí nữa. Anh bị em mép nói chưa? Đâm một chén muối ớt cho cay lên xong thử thách ăn tất cả các loại trái cây chua với muối ớt. Liêu qua cái mi nhà bác đắt. Không, làm mâm thì ra xong rồi làm mâm tròn xoay. Xoay riêng mi. Nhân hả? Mũi dòng nhân lên hả? Đúng rồi, anh hay là mình làm cái gì mình quay. Thấy không? Chú cái gì vậy là mình ăn cái đó. Mà mũi dòng nó nhân lên, mũi dòng nhân lên vậy. Người mì. Cuối cùng. Người cuối cùng ăn trái cây chua. Được phải chấm với wasabi nha, không được chấm gì hết á. Chấm đó không? Đó. Anh Hải cảm thấy như thế nào? Khi mà khi anh về thì tụi em sẽ tổ chức những cuộc thi. Cái lúc mà anh Hải ở đó, cái mình ở đây mình ăn toàn món này món nọ, tới khi anh Hải về, đã anh Hải toàn món chua cay rồi thôi. Toàn thử thách đâu quá. Trời vậy á. Thế ăn khó chịu rồi. Cho hơn luôn. Thôi anh thấy chắc anh vô Sài Gòn anh dạy lại. Kêu phải cho anh mới nhớ quê hương nhé. Anh mới lưu luyến có cái ấn tượng ở đây nhé. Có đậu phộng nó muốn ngon. Nhưng mà đậu phộng bóng đêm quá. Không, không phải bóng đêm. Phộng này khác mà. Không đi được. Đậu phộng này đậu phộng mới có hôm qua à. Được bảo quản trong tủ lạnh chắc không sao đâu. Mà cái kia cũng được, ăn nó không có đắng, mình vừa thấy cái màu nó ấy. Ta không có đắng. Sao nãy giờ? Ê Vũ cà phê mà. Không, tại là Vũ uống cà phê á. Anh Hải sắp về được anh. Ừ. Ủa, coi kìa, trời bay đẹp không? Tự nhiên có quần sáng ngoài đó hả? Nên là chuyện nó có ý đồ gì á. Nó kìa mọi người nhìn qua đó nó có ý đồ gì á. Chắc là tụi mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Rất là cảm ơn mọi người đã bỏ túi ít thời gian ra để xem cái video ngắn ngắn này của mình. Hôm nay thì do mình cũng mới đi đám cưới về. Vi thì sáng mình đi với Vi cho nên Vi bận công việc ở nhà không có ra được để cùng nhau thưởng thức cái món ăn này. Và Vi tranh thủ một chút ít thời gian á, mình mua trái cây về mình đãi mấy anh em ăn cho nó mát. Sẵn tiện mình quay video luôn, chia sẻ đến mọi người cuộc sống hàng ngày của mình. Thì rất mong mọi người thông cảm cho Hy và luôn luôn ủng hộ kênh Sấm Dừa TV. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Giờ anh Hải về. Để cấp phòng bóng, phòng bóng đi hả? Để đu sắp tới thần thần. Để đu luôn. Nó tắt rồi nè. Còn 12 phút.